đây đúng không? 10 50. Em nghĩ thế. 1 tiếng nữa. Đây. Món văn xăng văn xì rong đấy. Hello mọi người, lại là cuối tuần rồi. Hôm nay chúng mình đang đi xem phim. Hôm nay thì bọn mình sẽ xem Ready Player One của Steven Spielberg. Vé thì bọn mình đã mua rồi, nhưng bây giờ thì còn khoảng tầm 1 tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim cơ. Nên bọn mình đang đi lòng vòng ở ngoài cái khu Black Sea Village này, đi xem các cửa hàng này. Rồi cái khu này cũng tương đối Sampa, có rất là nhiều quán uống bia, ăn fit các thứ. Nên bọn mình đang đi lòng vòng ở ngoài trong thời gian chờ để đến giờ xem phim. Mình quay cho mọi người xem một chút khung cảnh của khu Black Sea Village này. Ở đây thì cuối tuần rất là nhộn nhịp, bởi vì là ở góc sang sai kia thì có rạp chiếu phim. Và xung quanh thì có rất là nhiều hàng quán, hàng ăn này. Rồi những cái quán mà mọi người có thể ngồi thong kín, uống bia, nói chuyện với bạn bè. Rồi những cửa hàng shopping nữa. Bọn mình vừa mới xem xong phim rồi, bây giờ bọn mình đang đi ăn. Nếu mà mọi người nhìn thấy cái màu đấy quen quen, mọi người có đoán ra được là bọn mình đang ăn ở quán nào không? Đấy chính là quán Thái Him mà đã xuất hiện trong tập 2 của vlog. Quán này thì nếu mà mọi người đã xem vlog đấy rồi thì quán này là một quán Thái, đồ ăn rất là ngon. Bọn mình phải chờ một lúc để có thể có bàn vào, nhưng mà... đồ ăn lại ra rồi. Ở bên này bọn mình cũng gọi pad thái, bởi vì lần trước bọn mình ăn bọn mình thấy ngon quá ấy. Hôm nay bọn mình gọi một món mới, đây là cà ri. Và cái món này lại là một món lần trước bọn mình đã gọi rồi, đây là gà đảo với cả lại hạt điều, rất là ngon luôn, chua chua ngọt ngọt. Mời mọi người ăn tối, mời mọi người ăn tối. Đấy thì món pad thái thì mọi người vắt chanh lên một chút thì ăn nó sẽ có vị chua chua rất là ngon. Mọi người thấy không nên vắt chanh điệu nghệ không? Nếu mà mọi người có một dịp nào đến Paris và thích đồ Thái, đừng quên đến thử quán này và ăn thử nhá. Quán này tên là Thái Him. Bây giờ đang là trưa thứ bảy và hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi picnic cùng với mình nhá. Hôm nay thì thời tiết ở Paris rất là đẹp, khoảng tầm 29-30 độ gì đấy, nhưng mà vẫn chưa nóng lắm, vẫn có gió, thế nên đi picnic rất là hợp lý. Hôm nay thì bọn mình sẽ lựa chọn đi picnic ở Parc des Sceaux. Nếu như mọi người đã ở Paris rồi thì mọi người có thể đã biết đến địa điểm này rồi. Đây là một cái công viên nằm ở hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng mà vào mùa xuân này thì có hoa sakura, tức là hoa anh đào nở rất là nhiều ở đấy. Có, nếu mà mình nhớ không nhầm thì có hai vườn đào khác nhau, một bên thì sẽ có hoa anh đào màu trắng, một bên sẽ có hoa anh đào màu hồng. Hôm nay bọn mình sẽ đi cùng đến đấy, mình sẽ đi cùng với cả một số chị bạn đến đấy để chụp ảnh này, rồi ăn uống, chơi, rồi chỉ ngồi ở đấy nói chuyện với nhau thôi. Bởi vì hôm nay thời tiết cũng đẹp ý, thế nên là ở nhà thì không phải nói chịu được, thế mình phải đi ra ngoài. Bọn mình vào trong rồi nhưng bây giờ vẫn phải đi bộ một đoạn nữa thì mới đến vườn đào. Cái khu này thì nó có rất là nhiều chỗ đẹp. Mọi người có thể nhìn sau lưng mình là cả một cái hàng cây rồi hồ như thế này. Mọi người đi ra đây dẫn cháu đi dạo hoặc là nằm phơi nắng, đọc sách các thứ. Đây, đến nơi rồi, mọi người có nhìn thấy cả một vùng trời màu hồng đằng kia không? Quay lên máy thì hình như mọi người không thấy được màu ở ngoài, nhưng mà hôm nay hoa nở đúng là đẹp luôn. Vừa xinh không bị quá tàn. Quay cho mọi người nhìn thấy một vòng nhá. Mặc dù là hôm nay ở đây thì rất là đông, dưới mấy cái tán cây này tất cả mọi người đều có chỗ ngồi rồi. Bây giờ bọn mình đang đi tìm chỗ để xem là có chỗ nào hợp lý, có bóng râm để ngồi ăn picnic không. Mình quay cận cảnh hoa đào cho mọi người nhìn này. Mọi người thấy hoa đào tuần này nở đẹp chưa? Rợp quả trời luôn. Đây, một bàn tay xinh đẹp chạm vào hoa. Các chị đảm đang quá, các chị đang chuẩn bị kimbap để hôm nay bọn mình ăn này. Bên này thì có gỏi gà, có cả sốt hẳn hoi ở trong lọ luôn. Ở đây thì có bulgogi để lát nữa ăn cùng với bánh mì. Mặc dù là đi picnic nhưng mà thực đơn vẫn rất là châu Á. Ăn gỏi gà, lúc đầu còn định cả, các chị còn định mang cả bánh phồng tôm mà. Xong rồi bên này thì có kimbap, mọi người cuốn rất là đẹp. Quay cái đẹp thôi nha. Dạ đây, em quay bên này thôi, bên này thì không. Kinh nghiệm mấy năm sushi. Quay cho mọi người thấy ở trên thì rừng đào rất là nhiều, bạt ngàn cây cối, những bụp ở dưới toàn người. Hôm nay trời đẹp thế nên là đúng mất tất cả mọi người cùng chung một chí hướng ấy, ai ai cũng phải đi ra ngoài để picnic này, rồi quan trọng nhất là chụp ảnh.
Mình đã đi picnic xong rồi, bây giờ thì mình đang hẹn một chị bạn đi ăn kem. Bởi vì là cái tầm chiều ấy, khoảng tầm 3-4 giờ thì ở trong cái công viên rất là nóng. Nên là nếu mà lần sau, nếu mà mọi người muốn đi cái công viên Park Seo-joon đấy, thì mình nghĩ là một là mọi người nên đi buổi sáng thì sẽ đỡ nóng hơn. Hoặc nếu không thì mọi người có thể căn tầm chiều, từ khoảng tầm 6 giờ trở ra chẳng hạn. Thực ra thì nó là 6 giờ thôi, nhưng mà ở bên Pháp này thì đến tầm 8 giờ, 8 rưỡi cái mùa xuân hoặc là mùa hè nó vẫn chưa tối. Thế nên mọi người phải ra đấy chụp hình mà không bị nóng quá. Mình hẹn với chị bạn ở chỗ Tour Saint Jacques là ngay gần Châtelet luôn. Đi vòng vòng một hồi tưởng bọn mình đi đâu thì cùng bọn mình lại lượn ra Hung Yu House để ăn chè Hồng Kông. Hôm nay thì chắc là mình sẽ ăn một món gì đấy nước nước thôi. Bởi vì hôm nay ở ngoài lúc sáng thì ok, chứ lúc chiều mình đi chắc là khoảng tầm hơn 30 độ hay sao ấy. Vừa đi vừa chảy mồ hôi và cảm giác nóng khủng khiếp. Hy vọng là bây giờ sẽ tìm được một món nào đấy, không biết là nên ăn chè hay là mình nên uống cốc nước gì mát mát, vì lát nữa kiểu gì thì cũng đi ăn ý. Như thường lệ thì mình bên này thì mình gọi chè khoai dẻo, ở đây thì chị bạn mình có gọi minh khét matcha, và bên này là chè đậu đỏ với cả thạch đen, và ở đây là sữa để cho vào cái chè này. Vì channel là channel ẩm thực thế nên bây giờ chúng mình lại cùng đi ăn tiếp thôi. Bây giờ thì bọn mình đang đi trên đường đến quán tên là Trois Fois Plus de Piment. Dịch cái tiếng Việt là ba lần. Cay hơn 3 lần, đúng rồi, cay hơn 3 lần. Bây giờ bọn mình đang đi trên đường đến đấy, nó nằm ở trên Rue Saint Martin ở gần khu Châtelet. Nếu mà mọi người nếu muốn đến thử thì như mọi lần mình vẫn nói là mình sẽ để dưới phần description box. Không biết mấy lần trước mình đã để dưới description box chưa nhỉ? Quán đây rồi, quán nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Có một tầng ở dưới này và có một tầng gác mái ở trên này nữa, mà người có thể ngồi bên trên nữa. Quay phía bên trong quán cho mọi người xem một chút. Nó có một cái cầu thang rất là nhỏ. Lần trước mình đi cầu thang này mình sợ dã man luôn, để đi lên tầng trên. Bọn mình thì đang ngồi dưới, có thể nhìn ra ngoài đường. Cái khu này thì cũng nhiều nhà hàng, mọi người có thể đi dạo dạo ở đây này. Xong rồi ăn thử nhà hàng này, nhà hàng kia, ăn kem các thứ. Và đây là menu của quán. Quán này tên là Trois Fois Plus de Piment ở đây. Và ở đây thì có rất là nhiều loại mì, quán này chuyên về mì luôn. Mọi người có thể chọn mì này, sau đấy chọn cái mức độ cay. Mức độ cay thì thường thì sẽ là từ 0.5 đến 5. Lần trước thì mình gọi 0.5, khổ quá, không ăn được cay cũng là một cái tội. Mình thấy mức 0.5 thì khá là hợp lý, bởi vì nó không bị quá cay mà vẫn có thể cảm nhận được cái vị thơm của mì rồi đấy, vị ngon ấy. Đi ăn đi bộ. Ôi trời ơi, cả ngày cuộc đời chỉ xoay ra cốc nước. Đó ra rồi, ở bên này thì mình gọi nui dong dong. Ở trong này thì có thịt lợn băm này, có nước sốt với cả lại lạc rang. Còn bên này thì bạn mình gọi nui dong dong nhưng mà không sốt. Mời mọi người ăn tối như mọi khi. À, trước khi chào tạm biệt mọi người thì bây giờ mình sẽ khoe với mọi người OOTD hoặc là OOTD của ngày hôm nay. Hôm nay thì mình mặc một bộ jumpsuit dài của Forever 21. Cái bộ jumpsuit này thì rất là xinh, mình mới mua xong. Ở trước thì có một cái phần nơ như thế này thôi, còn ở dưới là phần ống loe. Nếu như mọi người đã theo dõi Instagram của mình thì biết là đợt này mình siêu nghiện quần ống loe luôn. Kể cả quần trên bộ jumpsuit này hoặc là quần lẻ, mặc với cả áo phồng bên trên thôi mình cũng rất là thích. Mình đeo một cái túi xinh xinh, mình không nhớ là của hãng gì nữa. Màu xanh da trời nhạt như thế này. Và mình đi một đôi giày đế xuồng thôi để có thể dễ đi lại, vì hôm nay thì mình đi lại khá là nhiều. Và dạo này thì mình đang thích uống xoăn, thế nên là mình đang tập thử xem là uống xoăn như thế nào là hợp. Mình cũng hơi dốt một tí, nhưng mà hy vọng là sau rất nhiều lần luyện tập thì có thể sẽ thành công. Thế thôi, hôm nay OOTD của mình rất là đơn giản. Mình mặc thế này để cho mùa hè kiểu cũng thoáng mát ý, không bị quá nóng ý. Mọi người thế nào? Màn khoai OOTD đã xong rồi, thế nên là bây giờ mình sẽ nói chào tạm biệt mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc vlog này tại đây, và tối nay thì mình sẽ edit luôn cho mọi người cùng xem. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và hẹn gặp mọi người trong những vlog lần sau. Bye bye.